Thân chào các bạn. Hôm nay mình ăn trưa. Hôm nay ngày thứ sáu rồi đây các bạn. Cuối tuần nữa rồi. Thời gian đi nhanh quá xá. Rất là new quá đấy chị. Này là canh khổ qua. Đây canh khổ qua với thịt bò bằm các bạn. Đó, canh khổ qua với thịt bò bằm nè. Thịt bò bằm, canh khổ qua. Rồi ở đây là cái Hello. Evening time again. Ớt nước mắm, fish sauce and hot pepper. It's a bitter melon and hamburger. Yes. Còn cái này là trứng chiên khổ qua. Đó, cũng hôm nay mình ăn khổ qua nè. Để cho nó dễ ngủ. Thứ sáu rồi. This is one is eggs and bitter melon. Yes. Fried up. With heel well. Oh my god. Pancake. Like pancake. Bitter melon and egg pancake. I know. And với mình ăn với mình ăn cây củ khoai lang tím đó, ăn thêm ăn độn thêm đó các bạn, ăn độn thêm cây củ khoai lang tím với cơm đó, luộc cơm nên bỏ cái khoai lang tím này vô đó. Bà xã mới thích ăn khoai lang tím này lắm các bạn. I love it. This what's purple khoai lang. Purple sweet potato. Yes. Right. You saw them before. Yeah. That's one purple sweet potato. Look at how. Oh my God. See. Hot. Sweet potato with the purple color. Like it. Yes. Very sweet. Very sweet. I know. The heel one, look at that. Oh my god, look at my hand. Yep. Bà xã hôm nay nấu nấu canh khổ qua với thịt bòm. Excuse me. Rồi cũng chiên trứng với khổ qua. Xã thích ăn khổ qua không các bạn? Có rất nhiều người ta không thích ăn. Ở miền Bắc thì họ kêu là mướp đắng, còn ở trong miền Nam thì họ kêu là khổ qua. Đó. Có thằng em rể, nó cũng người miền Bắc, nó không biết ăn khổ qua, kêu đắng nào mà. Bà xã ngoại quốc. Mình ăn cái gì bà xã ăn cái đó. Ăn là thích. Bắt đầu ăn thì nó nhẫn đắng. Nhưng mà sau này ghi. Mấy người nằm ta nói mấy người tiểu đường á, ta ăn khổ qua mỗi ngày á thì nó sẽ bị trẻ đỡ tiểu đường. Mà better than me. Nhưng mà mà thấy ở Việt Nam tiểu đường nhiều người tiểu đường không có bị đâu, khổ qua ăn tràn lan bạc thấy luôn mà đâu có giận. Những người tiểu đường á lúc trẻ người ta phá uống bia rượu nhiều quá. Ăn không có ăn những chất béo nữa, cái hàm lượng nó phải ra không kịp.
cay quá. Cay quá xá. Phụ qua các bạn ngon. When I first went to Vietnam, came off the plane, very hot and humid. Boom. In the plane. Right in my face. Before I don't have nothing new. When we went, it was very primitive. Right before 95 we went, very primitive. You have to walk loud, do the round, and go to the walk down to the round. And you have to walk through the bus. Oh, right. Bus ride. Turn with electricity right at the airplane too. Terminal. Stop in the terminal area to get off the plane. Walk to the terminal building. They don't have the tunnel like now. They have the tunnel now. Tunnel go to the... The primitive. Yeah, very primitive. And take the bus. From Sài Gòn to Huế, to Đà Nẵng. Oh my God! Yes, we took the bus from Sài Gòn to. Wait 4 hours, only 500. Hoi An first. I know. Yeah. 24 hours on the bus. Only 500 there. Yeah. 24 hours on the bus. Everybody got on crap like a really bad. Crap, a lot of people came on. Go to the park. Right. Go to Đèo Cù Mông. Đèo Rục Tượng nè, đèo cả rồi. Là ai nấy cũng phải xuống xe để đẩy. Hey, my first chair, remember? Ginger and tofu. Tàu hủ. Right. Hậu phê rồi em. Yes, my favorite. Xe đò gì mà đi từ Sài Gòn ra phải bước xuống mấy cái đèo, phải bước xuống đẩy phụ xe. My Hoi An, because that's where my mother was born in Hoi An. So in Hoi An. Motherland. Your motherland. It was fun. Very cheap that time. Very, very good. We don't go out to eat it. No, went in the boat and ate shrimp, remember? That was funny. But we don't, in Hoi An, we don't go out to eat, but we call them to the home we eat. They cook right at the home, remember? Right. The communist. Police. Commerce, please. Respect you. Expect me to a foreigner. Go to a hotel. Go to a hotel, even though I went to my husband's motherland. Told me to go to a hotel. Suck. Very bad. Lucky you talked for him and said, stay with the family. They let me. I said I have, I know someone in Hanoi. Yes, sir. And they give the number to, when the phone, they hear the guy say it to, right. Or they let do it. Right. Took the bus, went to, see the sights in Hoi An, and the communist, the police charged me $5. Getting to see the sites, and they charged the Vietnamese people 50 cents. That charged $5. Why is that so loud? Overcharged the foreigners. Overcharged the foreigners. Right. Nhưng bà xã đi và trả 5 đô. Hồi đó là tiền nhỏ các bạn biết không? Hồi đó là 100 đô đổi ra chỉ có khoảng 80 ngàn. Mà hỏi các bạn không? Không. Ngủ hình sơn có cái lắp gì. Nó đeo núi mệt mẹ. Đó có cái gì đâu. Tại vì quê ngoại mình phải không? First time there too in Vietnam.
that impression already. Well, no, cả năm 50,000 à. Bà xã mình phải trả 50,000. Nhưng mà bà xã mình lúc mà còn ông già bà xã nói tiếng Việt, hát tiếng Việt, nói tiếng Việt. Cho nên Việt Nam là chặt chém vô kể, nghĩa là không có thể nào nói nổi. Rồi mình chưa có đi Hà Nội, mình nghe nói chặt chém ở Hà Nội quá nhiều nên mình không có dám đi, mà không có đi. Với lại mình cũng không có ai bà con ngoài Bắc nữa. I walked the whole time too. Mm-hmm. But in the world, you don't wear like a whole night, you wear like an ababa. Yes, I wore an ababa in Hoi An. Mm-hmm. You go by the bicycle, is it? Right. Ababa. Bicycle walked. Mm-hmm. I had an ababa. Did everything bring me style? Mm-hmm. Everything. Nó bột ba bằng gút gỗ, sandal by the wood, right. Sandal. With sandals, non nan too, non lá, non thế về Việt Nam á, mình đi Hội An, ra Hội An ông anh á, ông anh bà con cô cậu ruột á, ông mới dắt ra đi ăn nhà hàng, ăn câu lầu, ra cái mấy cô tự nhiên cái nhìn mình xỏ tiếng Tàu không à, tụi là nói tiếng Tàu mình, ý nói tiếng Hàn với mình hỏi ủa sao mấy người này bộ người Hàn hay sao mà mình mới hỏi tiếng Việt, mấy cô có biết mình nói tiếng Anh với mấy cô hỏi mấy cô có biết nói tiếng Việt không? Không. Sao mà mấy cô nói tiếng Hàn của mình không à? Mình không biết tiếng Hàn. Nhưng mà cái mình nói tiếng Việt là cái mấy cô đó. Mình hỏi mấy cô biết nói tiếng Việt không? Cô nói biết. Cái mình mới nói tiếng Việt, tôi cũng nói được tiếng Việt nè. Ở xứ Ni á, en cái cao lầu này mà nó có mắm nêm ngon quá xé. Mình nói vậy phải không, mấy cửa cười ngắt luôn. Sao là mấy cửa hỏi ông anh, không phải là chú dẫn du lịch hả? Người này người Hàn Quốc mà. Trời, cái thằng em của tôi nó ở ngoại quốc cứ về chứ. Nó Sài Gòn, Đô Thông, quê ngoại nó. Cái người đâu mà người Hàn Quốc, nó sợ ông. Ông tướng to bự con, trắng trẻo nữa. Như Hàn Quốc kìa. Chắc là mấy cổ coi phim Hàn Quốc quá nhiều nên ấp ảnh thấy người nào cao to. I even slept on the floor too. Didn't have style. No, they're hosting. I seen the testing you, my cousin. Cousin testing you? Yeah, you know what? Right. They have butterflies over here. Really. Some people give them a butterfly over there. But your cousins are bad. Fit you very bad. Butterflies. How do you handle it? Right. So, go to the film. Film, I let you sleep on the floor. No. To sleep your own bed. Air conditioning, everything. The daughter sitting in the baby cushion. See, they treat you like an old friend. They treat you like an old friend. But in my cousin, they hear something about us.
hợp phải không? Tâm tin à. Tiếp tới cái về đời đi tiếp không con mà Đà Nẵng hay không? Before 1975, you still did some well, you know. Not about still like that, but somehow, you know, they have the test in you to see how you handle it. Okay. Okay. Like a Đại Bình here. Okay. You can leave it. Not luxury for us, so we hate Vietnam. No. No matter what. Okay. Not me here. You seem bold. Love the bold. Like simple life. Fancy. Mm-hmm. I like that. With plenty. Don't need that. Simple life. Why people after that they love you more. So. You'll be there, brother. Your father accepted me right away. Mm-hmm. I didn't know you were saying a lot more than that. Right, you left that with him. You like me too? Mm-hmm. Like me as a daughter-in-law? Mm-hmm. No, right away. You were. Yeah. Right. Mm-hmm. Come down with father to what? Hey? Mm-hmm. You know what I first said? When I came to Vietnam to your father, remember? Mm-hmm. I said, Cafe de Ung Ba. Mm-hmm. Yeah, I didn't even invite him to go for yeah. coffee there. You invited your father for coffee? Macworld. Cafe de Ung Ba. Mm-hmm. There was a coffee I took him to Siklo. Mm-hmm. Say the Hampton. Say the Hampton. Gone now, still now, gone now. Mm-hmm. Goodbye, I say that. The train too. Train to Vietnam. Mm-hmm. Train bus. Mm-hmm. Yeah, Saigon. Mm-hmm. Later, drive home there. Right there, drop Honda. Mm-hmm. I learned how to drive Honda too. Mm-hmm. A friend of yours. And you taught me how to drive a Honda. Mm. First drove the Honda, I almost ran into somebody. Lucky I put on the brakes. Mm-hmm. Very scary the first time. Then I Honda, I used to Honda, riding Hondas. First time scared. What is that when you ride me too? Mm. Yeah, I rode you in Bible too, right? Còn đèo le đó, đèo le mà xuống đèo le là bà xã chở mình về quê nội luôn. Mà không đơ. Remember? Không có đúng. Remember Vietnam? Uh-huh. You and I got the red eye. Oh yeah, that's the... red eye, where the eyes all red, and the pus come out of your eyes, and you can't mm-hmm. see like this. So we went to, mama there, huh? Went to the beach. Mm-hmm. Put in the beach, salt water mm-hmm. in the beach, and cleared it up. Oh, that was very bad. What's the hotel? What's the hotel? Da Nang Beach, a 5-star hotel. Oh, I forgot them. Only problem is stay there too. The hotel where they had the kimono. Yeah, kimono. Kimono on there. Mm-hmm. Called forget the name now. Yeah, kimono, mm-hmm. yeah, I wore a kimono. Mm-hmm. You're right, kimono, yeah. Kimono. Mm-hmm. Probably name that? Five-star hotel. Five-star hotel we stayed. Mm-hmm. It's very nice, kimono and mm-hmm. Swimming pool and beach. Right together. One buck. Mm-hmm. 80,000 đồng Việt Nam, hồi trước, khoảng 100 đô. $100 một đêm. Ở đó 5 đêm luôn. Trời ơi.
Đúng rồi. It's nice, huh? Food very good. Uh-huh. I cook French. French food and good belief. Later on, the Hotel de Lat. Mm-hmm. Hotel de Lat, what's the one called? Hotel de Lat is, I forgot it. Big Hotel. Big Hotel de Lat, mm-hmm. Stay there too. Got the name, sorry. Right at the center, up center of the ladder. One on the top of the hill, sorry. Mm-hmm. Mm-hmm. Palace. Palace Hotel, yeah. Right. $100 a night, too. Nice. Well, you're very poor, Debbie. Very poor, baby. Right. Mm-hmm. French. French people. Mm-hmm. Best love you. Oh yeah. Mm. Red Love Grove, huh? I have a good work in that hotel, Palace Hotel. I met them all. Met them all. Go out, drink coffee, everything. Met some singer there too. Mm-hmm. Bonner Trinh. Mm-hmm. Singer. In Vietnam. She sang in there and went out with her too. I'm going to go to Lat to see him. Bonner Trinh. Mm-hmm. Singer. Yes. You know that MC? Hmm? You doll that MC? Hmm? You doll that MC? Hi, M. You doll that Hi, M. You doll that Sal M. Hi, M. Ba M. Bona M. Sal M. Chin M. You doll that M. Chin M. And I sang to the girls, never. Hey, Ufin, say hi, Quan Dimo, Zach Mabun, said hi, Quan, I'm okay, Doughton. Chin Chong, say dum, the Lord you done. The Lord you. Say Lord, Chin you. Chin you hoi, Yan Lang, Sin Tatter. Say Lord, M. Nang loi sin loi em, sin em, quen di nyang loi yu, an na trao, cho em trong camp tam day long. Mo uk, hi em, hi nook, mat em, an nook, mat em, a het yu fin. Sin hi quen di mo zak mo bun, sin hi quen, I'm okay, thou tin, chin trong say dum, la loi yu dug. I sang to your girls. Sin loi. Bà do đâu sinh là đàm với hưng sinh, sinh. Xin lỗi chính you. Hey, ưu phiền. Sang hip hop. Hip hop. I sang hip hop. I sang cha cha cha. I sang tango. I sang rumba. The guy says you can't sing. Mm-hmm. You can't sing tango on the music. I did cha cha cha, tango, rumba. Mm-hmm. Even probably too. Mm-hmm. I know. I sang a lot in Vietnam. So. Mm-hmm. I know you're singing you're in home. I stay. Right. Ask me. You miss. And the people come and ask you all the time. Yep. Huh? Sing for my good. Your father named me. How? So your niece is always calling. Your father named me How? How? Yeah, How, yeah. So your niece is calling me She How? Back How? Mm-hmm. And your sister's calling me She How? Mm-hmm. Back How? Mm-hmm. You know my name? How? Yeah, How. Your father, very nice. Mm-hmm. Vietnamese name. Oh, your father named you, name. Father called me Con How? Mm-hmm. How was my name in Vietnam? Not Sandra. How? How? Yeah. Even now you call me How Oi? Mm-hmm. Huh? I don't know. Father picked your name for you. Yeah, I love it. Yes. Tại vì có chị Hiền. Không, chị Hiền rồi nên nó phải đặt tên là Hậu. Hiền Hậu chứ. Yes. Uh-huh. Mình nhờ father meet chị Hiền lot. I think so. Hiền định nói. Yeah.
That man changed a lot. I don't recognize it probably. Changed for the worst. Wow. Too much cement. Too much cement. But I know, trees are all gone. Not very good. Not very good. Mm. The past bit now, the past better. I bet they'll go to Hội An now, they're pretty too. Right. My mom still lies, she swear. Most of the last year, and did not win the last year. Did swear to? Mm-hmm. I met your aunt. Mm-hmm. She said, she loved you. She loved me. What'd she say about me? I can't speak English, right? Mm-hmm. No, she said, you don't speak anything. You're quiet. Right. Yeah. But you only dạ dạ with her. Yeah. Yeah. Mm-hmm. You don't talk much. You listen very well. Right. Don't talk much. Right. Mm. Yes. She loved you. Everybody yeah. loved you. Everybody loving it. Yes. Mm-hmm. Adapted to Vietnam. My weapon. Mm-hmm. No regret? No. Anything? Everything I did, I never requested anything. No regret or privilege? No. Mm-hmm. No. Well, I'm a big gay or I'm a gay or whatever they gave me, I did. Accepted everything they gave me. Whatever, they feed you, you eat them. Yes. You don't really. Right. Even I eat snails too. What do you call them? I eat snake. The long. How do you long it? Snake? Oh, I don't like snakes. No. What's it called? No. Eel? Uh-huh. I ate eel. Oh, I didn't like it. But anyway. Hồi chị lộn là lạc cái right. First time saw him, I gave you hồi chị lộn kia. You still eat. First time I saw eel in the soup. Mm. Ah! But I ate it, huh? Mm-hmm. Even you don't like tea, tea too strong with you, but you still drink it. Mm-hmm. You're not really feel. Not anything. No, I didn't. You can't even now. I never said, Mr. Tien, give me some water instead of tea. Mm-hmm. Or give me some pop. I get this tea, I said, like I drank They eat in the kitchen, you go around, eat in the woman in the kitchen. See? You my come husband. With them to yes. the kitchen to eat too, see? My I like her. No more divide. No more, you follow them. Right. You right. You're adapted. With Vietnamese life, but over here, don't fuck you up. No. Don't fuck you speak to me over here. No. But you speak to me in Vietnam. I spoke Vietnamese because for your father. My father died. Mm-hmm. I didn't feel like speaking Vietnamese anymore. Mm-hmm. I miss your father. Mm-hmm. I met your father before he died. Mm-hmm. Then for 2 months. You stay longer. Should stay longer. Father died 2 years later. Uh-huh. You stay long, girl. I don't know. I'm proud of you. See you well. I want to set my father on her back. Nó nói khi mà mình về Việt Nam á, mình có những cái chuyện của gia đình phải không? Đúng không? Mình phải lấy lại cái danh dự của ông già của mình ở trong quê nội á thì mình á suy nghĩ không biết làm cái gì những người khác người ta xây đền đài đền thờ họ này nọ phải không đó nhưng mà cái đền thờ họ đó thì nó đúng ra đó, chỉ cho cái dòng họ Nguyễn vô thôi chứ không phải là ai nấy cũng đều vô được đó. Ví dụ như xây nhà cho người ta đó không phải là ai nấy cũng đều mình suy nghĩ ra không biết phải làm sao để lấy lại cái danh dự ông già mà làm một cái gì đó cho quê nội đó để cho nhớ đời ông già lấy lại danh dự ông già liền không phải dễ không thì mình mới suy nghĩ ra mình mới dùng cái
cái kỹ thuật của bên đây nè, về cái tìm nước á, cách mà tìm nước á, thì mình nói cho dùng cái kỹ thuật của đây, mình ra chặt cái trán ba, đó, ra mình kiếm cái cây nào có trán ba, chặt cái trán ba, cái mình kiếm cái ống tre các bạn, cái mình mới đúc vô, thì cái trán ba vậy nè, không trán ba là nó như vậy, dễ cho các bạn coi. Đó, mình đi tìm cái trắng ba nè. Đó, đó là cái trắng ba giống như là cái ná vậy, cái đạn ná nhưng mà nó bự hơn. Nó không phải là khoảng chừng 30cm phải không? Đó, thì cái nạn gì đó. Không? Đó, thì mình dùng hai cái miếng ống tre đó. Rồi chút xíu để mình cầm, thì lòn vô đây nè, cái ống tre. Ống tre nó nằm ở trong đây. Đó, đó nó như vậy nè, đó hai cái ống tre nó sẽ nằm trong cái này, thì mình nắm cái ống tre, đúng không? Đó, thì mình cầm như vậy, cầm hai cái nhành này nè, cầm đi tìm cái mạch nước đó các bạn. Thì khi nào mà có cái mạch nước á thì cái đầu này nó sẽ rung, đó, cái chốt này nè nó sẽ rung lên. Mà đôi lúc nó lúc lắc nữa thì mình không có đụng vào cái cây đó, mình chỉ nắm trong đó là cái ống tre rồi. Cái ống tre nó nằm đây rồi, nó nằm trong đây, mình thọc cái hai cái ống tre nhỏ vô thôi. Nó lỏng lẻo trong đó, phải không? Đó, thì cái nhánh, cái chặng ba vậy nè. Cái chặng ba thì nó vậy nè, đó thì mình để vô rồi. Mình cầm hai cái ống tre đi, thì không có đụng chạm với cái cây này nè. Thì tới cái mạch nước nào á, thì nó có mạch nước á thì nó sẽ rung lên, đúng không? Thì mình ở đó, nhưng mà mình ấy cầu nguyện ông già mình, linh hồn hương hồn ông già mình với bà nội nữa đó, trong cái ở quê nội mình á, thì mình nói là bà nội với ông già mình á giúp mình tìm cái mạch nước. Nhưng mà ví dụ như tới mạch nước nào sâu mà ở trong vùng đó, trong cái quê nội mình á, ở Đại Bình đó các bạn, người ta đào nước là khoảng chừng từ 30 thước trở lên, chứ không có người nào thấp hơn cái đó được. Có những người ta đào đụng đá người ta bỏ, người ta phải đào cái khác, không? Đó, cho nên mình phải sử dụng cái mà cách tìm nước của kỹ thuật của bên đây hồi thế kỷ thứ 18 nè, ở đây người ta sử dụng tìm nước là như vậy, đơn giản thôi nhưng mà nó hiệu quả. Thì đó, mình cầm cái này đi mà thôi, mình đâu phải mình đi mà phải cái hướng, ví dụ như là bắc, phải không? Đó, bốn hướng là mình phải vạch cái đường mình đi nè. Mình ở trung tâm trước đó, thì mình đếm ra đây mình khoảng chừng là 30 bước chân vậy đó. Nhưng mà cái bước chân của mình không đi thẳng tới, mình đi theo bước chân vậy đó. Ở đây cũng 30 bước chân, mình tính ra làm cái trung điểm trước. Mình cắm cái cành cây, làm cái trung điểm trước. Thì mình sẽ coi là hướng nào hướng bắc, hướng nào là hướng nam, rồi hướng nào hướng đông, hướng tây đó. Thì mình nên làm lên rồi, ở đây là cái vĩ độ, ví dụ như đông nam, tây bắc chẳng hạn vậy đó. Thì mình làm ra, mình cắm cây. Cắm vậy đó để cho mình nhớ, phải không? Mình đi, mình cầm cái cây nó mình đi, mình phải dùng cái tâm linh nữa đó. Nó đúng ra ở đây người ta không có dùng tâm linh, nhưng mà mình nhờ ông già mình với bà nội mình đó, tìm ra cái mạch nước đó. Mình cầm đi nó chỉ vô tới giữa nhà ông anh chú bác ruột á, nhưng mà không phải chú bác ruột mà cái bà nội lớn. Mình là bà nội nhỏ thì mình đi tới giữa nhà, nó chỉ xuống, nó có 5 mét à, tại nó 5 gạch. Ví dụ mình nói rồi, mình hỏi nó là nếu mà gạch bao nhiêu lần á thì là bao nhiêu mét, thì nó giữa nhà nó gạch cái 5 mét à, mình sao mình đào giữa nhà cái giếng ở nhà được, đi vòng ra một cái ở ngoài đường cái thì nó cũng kêu là 4 mét. Không, trời ơi, giữa đường cái mà đụng cái đầu giếng rồi ai đi được, không? Đi vòng tính ra chỗ này 10 mét, cho nó bây giờ chỉ cái nào
mà không có bị gì hết. Thì mình đi tới, tự nhiên mình đi tới cái hàng rào của nhà hàng xóm này nè, cái nhà ông anh ở đây, đúng không? Cái nhà hàng xóm đây, đây có cái hàng rào đó, nhà bà có nuôi một cái chuồng bò đâu đây nè, đó cái đường này đường cái ngoài đường, đúng không? Thì nhà ông anh đây, đúng không? Thì mình đi muốn đồng đi á, là mình cắm cái ngay cái trước sân để xỉa vô nhà đó, không? Mình thấy nhà nó có 5 thước mà không được, mình xỉa ra ngoài đường lộ này cũng có đâu có 4 thước mà cũng sao mà đạo đó, xỉa ở đây thì hơi 10 thước 15 thước gì tùm lum đó. Cái mình ơi, cái mình mới đi cái hướng này, cái hướng ra một bờ sông đó các bạn, đạo bên ở nó có sông Thu Bộ á, hướng ra bên phía này phía núi, phía này là phía núi nè, không? Phía này ra bờ sông nè, thì đi ra ngoài bờ sông đâu đây nè. Mà ở đó là người ta đào sâu lắm, là phải 30-40 thước luôn, nó không có cái đào. Thì cái cây này nó chỉ cho mình đi, cái nó nói ở đây là 10 thước, không được. Nó nói đi tới đây, cái nó nói là ở ngay cái khúc này nè, thì nó nói là 8 thước. Thì ông già mình thứ 8 phải không? Mình nghĩ là ở đây là 8 thước thôi, mình đào này cho ông làm ba mình thứ 8 nữa. Thì mình đào ở đây luôn, là mình trấn cái cây đó. Đó, thì mình với xong đó cái mình với mình hy vọng là đúng phải không? Chứ mình lần đầu tiên mà đi tìm nước, mà đi tìm mạch nước rồi. Thì mình với kêu ông anh đi ra Đà Nẵng. Đó, đi ra Đà Nẵng mình rút tiền. Lúc đó bà xã còn ở bên Canada chưa về tới, thì mình hỏi ý kiến bà xã là vì mình làm cái giếng như vậy á, em lấy lại cái danh dự của ông già mình phải không, đó ở trong làng, không đó, cho nên mình ra thì bao rút tiền, bà xã đồng ý rút tiền lắm đó, $100 đúng không, $100 là lúc đó là khoảng đâu có 1 triệu rồi các bạn. Lúc đó tiền Việt Nam nó không có đổi như bây giờ. $100 là 1 triệu á. Giao cho ổng. Nói với ổng á là anh về đi, anh về anh đào giếng. Thì khoảng 7 ngày một tuần sau là mình sẽ về lại Đại Bình. Mình sẽ bắt buộc phải có cái giếng thành hình. Phải đào luôn một cái giếng. Mình nói á là mấy người khác nói trời mày nó cho cái giếng mà đào cả mấy mà các bạn cái mỗi bi ở Việt Nam mình tính đó, mỗi bi là mỗi mét phải không, mà mình đã tính rồi đó là khoảng 800 ngàn đi là mình đào cái giếng cho thợ đào cái giếng, còn 200 ngàn thì ổng sẽ mua xi măng làm nên cái bửng gì đó, hay là đúng rồi, 200 ngàn làm một cái đó, thì đó là mình tính như vậy rồi, tính vậy đó. Thì khi mà mình một tuần sau ông về tới, ông mừng quá, ông nói trời ơi cái giếng này là chú coi là đào xuống chỉ có mới có 7 bi là 7 thước là nó đã có nước rồi, thấy không? Mà ông già mình là thứ 8 đó, mình tính rồi đó, mình cho 1 triệu là mình tính những cái sở phí trong đó rồi đó, là ông sẽ dư được 200 ngàn, ông mua những dụng cụ để làm cái bờ tường lên, hiểu không? Đó là các bạn. Cho nên á, tại sao mà danh dự của ông già mình á ở trong quê nội mình á lấy lại liền, tại không có ai ở trong đó, không có ai một cái đào một cái giếng nào mà 7 thước mà nó có nước hết á. Đó. Mình là cái người ở ngoài về đó, không? Mình sao mà mình biết được cái mạch nước là như vậy, để mình đào chỉ có 7 thước mà thôi. Thì 7 thước là ông được 300 ngàn, 300 ngàn cũng có thể mua cái máy gì nhỏ nhỏ để bơm nước lên thôi, chứ đâu cần phải mua máy lớn gì. Mua máy khoảng 150 ngàn, lúc đó là 150 ngàn mua được cái máy là rất là chỉnh chu để bơm. Thì khi mình về tới rồi thấy là nghĩa là mọi người là thọc cái máy mà bơm nước xuống dưới cái giếng đó, à, mà người ta mà ai nấy nghĩa là ông anh nè, ông anh của ông bác nè,
cũng thọc thọc ống xuống hút nước nè, rồi cái bên hàng xóm rồi bên bà con của mình thọc vô thấy mà đâu khoảng đâu 5-6 cái ống thọc xuống để hút nước, thấy không? Mình đó là mình lấy lại cái danh dự của ông già mình rất là dễ dàng, nhưng mà nó không phải dễ để tìm đó, mình phải làm sao để khác người ta, không mà cái giếng đó bây giờ thí dụ như có mùa hè đi nữa mà cạn nước ở đâu đó cái nước nó cũng đầy, cái giếng nó vẫn có nước đầy nước. Bây giờ nếu cái giếng này mà nó có khô cạn đi nữa đó, thấy không, thì người ta vẫn nhắc đến cái giếng đó. Dù các bạn xây cả đền đài lăng tẩm gì bự cha bự trường dần nên người ta không có nhớ bằng cái giếng này đó. Người ta sẽ luôn luôn lúc nào cũng nói về cái chuyện về cái giếng này. Và họ khi mà họ nói tới cái tên của mình thì có nhiều người hỏi ủa cái thằng đó là thằng gì, thằng đó thì người ta nói cũng cái ông tám rồi đó, đó đó là người ta biết là ta nói về ông già mình rồi, thấy chưa? Đó, lấy lại danh dự rất là nhanh. Đó là cái chuyện mà mình làm ở Việt Nam đó. Đang có thể xây cả mà hay cả đền đài lăng tẩm mà đền thờ hay nhà cửa gì đó. Nói đúng ra phải có đầu óc, phải có sự tinh tế trong đó, không ai có thể làm như mình được các bạn. Mình phải biết đó, có những người người ta đào cái 20 thước 30 thước đụng đá và bỏ gãy mũi khoan luôn, phải không? Mà mình ở đây chỉ đơn sơ rồi làm cái phương pháp của thế kỷ thứ 18 của mấy cái anh chàng cao bồi mà họ đi họ khai phóng miền đất mới đó. Người ta tới những cái vùng hoang sơ để người ta lập thành phố, lập tỉnh, lập thành phố, lập thị xã này đó. Họ dùng cái đó để tìm nước mà chính bây giờ họ vẫn cái sử dụng cái phương pháp đó để họ tìm nước. Đó, cho nên mà mình á là thành công rồi đó, sử dụng cái phương pháp của cái tụi miền quan giả của Canada với Mỹ này, em tìm mạch nước mà nó đúng ra là rất là hay. Nhưng cái tìm mạch nước ra mình hỏi tại mình cái đó là tâm linh, cái nói ra là người ta biết nó nhấp bao nhiêu đó, ví dụ mình đứng đó nhấp bao nhiêu lần á thì là bao nhiêu thước, đó là như vậy. Ở đây mình tính feet thì mình phải tính ra này nọ là bao nhiêu feet đó, nhưng mà ở Việt Nam mình tính mét đó. Thì nó nhấp, mình hỏi vong linh ông già mình với bà nội, nó tìm ra cái nước thì chỉ cái nào để mình tính đó. Thì khi mà đó là như vậy, nên khi ông anh á, ông hỏi là mình đặt tên cho cái giếng là gì, mình nói đặt tên ông già mình luôn đó, cho tiện và lợi luôn đó. Cả trong làng ai nấy cũng sững sờ, ai nấy cũng thấy mừng đó. Mà mình